Rồi nó hơi giọng quá với nó rung rung ra đầu quá anh em. Nó rung mà giật cái xe luôn. Bây giờ mình tháo nồi ra làm lại nha, một hồi một trước một sau. Thay lọc gió kiểm tra định kỳ là hết luôn nha. Đây là chạy máy làm. Rồi chiếc đặc ý thì mình test cái clip và trước khi làm nồi cho anh em xem nha. Nhè màn hình luôn. Cái láp nó kêu cọc cọc luôn. Mạnh lên. Đó. Quay mạnh rồi. Đó, nó hú nè. Cái nồi viên đó, nó lên tới đây là nó đứng nè. Đó. Mình làm nó mở tua luôn. Cái xe này mình đi phục hồi phuộc gắn bô bô rớt. Này đang bu zin cho nên rồi phục hồi một trước cân trắng ba lại xúc kim phun hòn xăng rồi máy yên nữa rồi là hết. Xe chạy dữ lắm, chạy xúc ốc xúc bánh luôn. Hay chạy mất tiêu luôn. Từ em ơi, phải Long An vô lên hả? Chạy mất tiêu ốc xúc bánh luôn rồi. Cái nồi này ra. Đó, cái nồi zin đó anh em thấy không? Chạy lên tới đây là đứng rồi. Nó không có khoái hết được cái nồi ha. Cảnh bi là chưa có quay luôn. Nồi zin nha. Rồi cái hồng xăng này nó dơ quá dơ rồi, đen thui. Kim phun dơ luôn, chạy mười mấy năm rồi. Mình sẽ làm lại hết nha. Đây cái láp mình tháo ra anh em thấy nha. Nó bị khua á anh em. Để lâu ngày á, cái chỗ này nó có độ lắc á. Bắt đầu nó mình chạy vô trong cái hẻm á, mình dốc cái mẫu gà kêu cọc 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 á là nó lắc chỗ này nè. Bây giờ mình đi chui láp thì nó nhiệt cho nó bót lại. Rồi là khắc phục hết hú luôn. Ok. Làm lại hết nha. Đây có cái láp SH mình làm lại xong. Thì mình chui láp xử lý nhiệt. Đây. Chui cho nó bóp lại, nó khích lại, nó không còn bị kêu lọc cọc nữa nha. Mặt đàn cũ bỏ ra nè. Đàn cũ chạy mười mấy năm rồi. Xè. Rơ nữa. Thay mà đặng mới nha, nào tên nào có nhập nhanh nè. Với cô vô. Rồi. Hết điện cho bằng ha. Hết điện cho bằng hết. Rồi, làm hỏng xăng. Kim phun. Sạch sẽ hết nha. Rồi, còn cái nồi như làm phụ trước phụ sau. Đó. Gắn cái bộ forest nữa. Rồi, ok. Bây giờ mình lắp vô nha. Đây sau đây thắc ý giờ này làm full nồi mỗi tua hai lọc gió hai bộ forest để làm phục trước phục sau làm láp làm kim xăng hồng phun rồi bố thắng làm hết nha. Hai cổ nè bát bộ forest 11 đẹp nha anh em. Trang duyên nồi thì mình phay cánh bi mẻ độ dắt theo bài để nó mở tua lên đây ha, còn zin thì lên tới đây thôi. Rồi bốn là xo chuông
gió đồ chơi luôn, giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn nha, để nó mạnh hơn, chạy nó theo xăng hơn. Rồi nãy giờ mình gắn vô này rồi mình test cho anh em xem nha, làm phục trước phục sau chân cổ rồi bố thắng rồi thay hết. Đây trong khi mình đắp cái nồi vô mình test cho anh em xem nha, làm mở tua khu máy gì nha. SH350 cùng anh em nha. Quá trời xe luôn. Full xe.